Chị chủ tịch đang đi đường thì nhìn thấy cậu thanh niên rất đáng thương. Thấy tội nghiệp nên chị ấy đã mua cho cậu ấy đồ ăn và nước uống. Sau khi ăn xong và rửa mặt thấy cậu ấy cũng khôi ngô tuấn tú nên đã cho cậu ấy về làm bảo vệ tại công ty của mình. Để đáp lại ơn của chị chủ tịch, cậu ấy đã làm trái tim bằng chai nhựa để tặng cho cô ấy thay lời cảm ơn. Sau khi chị chủ tịch xem xong cũng rất thích món quà của cậu ấy. Nhưng người tốt thường không gặp được may mắn. Trong lúc đang làm việc thì chị chủ tịch đã bị ngất và sau đó được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra sức khỏe thì được bác sĩ báo rằng chị ấy có thể vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được nữa. Và câu chuyện đó cũng đã được anh bảo vệ đứng bên ngoài ghiên hi thấy tất cả. Và thời gian trôi qua cuối cùng chị chủ tịch cũng đã tìm được người hiến cho đôi mắt để có thể nhìn thấy được. Nhưng chị chủ tịch không thể ngờ rằng người cho chị ấy đôi mắt lại chính là anh bảo vệ mà chị ấy đã từng giúp đỡ năm xưa. Ngay sau khi biết tin thì chị chủ tịch đã đi khắp nơi để tìm kiếm anh bảo vệ đã cho chị ấy đôi mắt của mình. Cô làm gì thế? Tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Bảo Bảo, sao anh lại gốc như vậy chứ?